Trong cái clip này á, mình sẽ nói về một số cái quy tắc mà chạy đoàn chung với nhau, gọi là một số quy tắc cơ bản cho các anh em mới đi tour. Đừng có anh hai anh ba nào vô chê ba thằng em nha. Cái clip này chỉ dành cho những bạn beginner mới đi tour chung với nhau thôi, chứ không dành cho dân chuyên chạy mô tô đi đoàn đông các thứ các anh có hứng thú với cái kênh của em thì có thể ở lại, còn không thì nó chán lắm, tại vì mấy cái này quá căng thẳng. Rồi bắt đầu thì khi mà đi tour chung với một cái team, mình phải nhớ được rõ là cái trưởng đoàn là ai. Thực ra ở đây trưởng đoàn nó không có nhất thiết phải là một người chuyên nghiệp lên plan chạy xe các thứ, chỉ cần là người mà biết đường và rành đường dẫn mình đi á, thì cái người đó sẽ là cái người trưởng đoàn đi đầu, là leader. Cái thứ hai nữa đó là phải biết được thông tin cá nhân cũng như là thông tin của chuyến đi đó. Ý mình nói thông tin cá nhân ở đây là cái số điện thoại đó, để khi mà lạc đoàn hoặc là như thế nào đó mình còn có thể liên lạc. Rồi cái điều thứ ba mình muốn nói tới, nó có thể là hơi khó cho các bạn xác định được nếu như mới đi với nhau lần đầu, có nghĩa là bạn phải biết được ai là cái người mà đi yếu ở trong đoàn của mình. Ở đây mình nói đến những cái người mà không có chuyên chạy nha, chạy tốc độ trung bình thấp đó, thì mình là cái người nói chung là chạy cũng vững vững trong đội đi, thì mình phải chấp nhận mình làm cái người chốt đoàn để cho không có ai bị tụt lại đằng sau hết. Thì trong team có một anh chạy hơi yếu, ảnh hơi an toàn á, anh không có dám kéo, anh nhường thôi. Anh không trước mặt mình đây, anh trước mặt mình thì anh chạy theo tiêu chí chậm, nhưng mà đôi khi những lúc là anh cũng có chịu vượt, còn anh phía sau là anh không vượt luôn, thì cả đoàn nó bị đứt một lần mà đứng lại chờ rất là mất công. Nếu mà bạn là người chạy xe tương đối vững ở trong team, thì đối với một cái team ít người á, bạn nên làm vị trí chốt đoàn đó. Còn không, nếu bạn là người mà chạy yếu thì bạn hãy nói rõ với anh em ngay từ đầu là em chạy hơi yếu, cho em đi giữa đi, em mù đường các thứ, cho em đi giữa. Rồi trong trường hợp này mình phải giảm tốc độ lại để cho cái anh này lên nè, rồi để mình chốt lại đó. Ảnh lên rồi bắt đầu mình chốt. Nếu bạn là ở vị trí leader thì phải đảm bảo được là trong cái chuyến xe của mình có đủ hết các thành viên trong đoàn. Cái này nó hơi khó nếu là một cái team nhiều thành viên, còn ba người như thế này thì rất là dễ. Cứ nhìn ở trong đó, leader, quy tắc thứ nhất đối với leader là thống nhất, có một cái hiệu lệnh thống nhất, dừng nghỉ là theo leader hết, dừng đổ xăng, ai không hết xăng thì cũng phải dừng theo leader, rồi nghỉ mệt uống nước gì đó cũng phải dừng theo leader, tức là dừng là member dừng. Rồi leader không được vượt cái đèn đỏ khi không được vượt đèn đỏ nè, không được vượt đèn vàng nè, tại vì cái đèn vàng nó rất là nhạy cảm, vượt là đứt đoàn liền. Và một khi đứt đoàn phải chờ ba mươi mấy giây đèn đỏ chẳng hạn vậy đi, là nó sẽ rất là khó để bắt kịp đoàn. Nếu mà cái đoàn nó chạy nhanh thì càng khó nữa. Đó là trường hợp của leader ha. Còn của member, những người chạy yếu chạy ở giữa thì thôi chạy giữ được một cái khoảng cách tương đối là được rồi. Rồi còn đối với cái người chốt đoàn thì sao? Trong trường hợp này mình đóng vai trò là người chốt đoàn, xe thứ nhất, xe thứ hai, xe thứ ba, thì người chốt đoàn á không được vượt
người chạy cuối cùng ở trong đoàn, mà mình phải luôn là người cuối cùng. Mình đảm bảo là mình có cái tầm quan sát đối với lại cái những người đi ở giữa đoàn đó, mình phải đảm bảo số lượng, coi coi quẹo đủ hết chưa, hoặc là đi qua cái đèn đỏ đèn xanh đó đủ hết chưa, và mình phải đảm bảo là không ai bị bỏ lại hết. Đó là cái người chốt đoàn có những cái nhiệm vụ như vậy. Còn một vị trí rất là quan trọng đó là libero, thì mình không thiên về cái mảng này tại vì mình đi team rất là ít. Những cái gọi là tiền bối mà motovlogger khác á, đi những cái đoàn nó dài á, thì bạn có thể theo dõi để mình biết libero làm vị trí như thế nào. Trong phần thứ hai của video á, thì mình sẽ nói một số cái dấu hiệu của các anh em khi mà đi tour chung nên biết. Đối với đoàn của mình đi ngày hôm nay thì mấy anh không có chuyên đâu, cũng không có thống nhất nhau cái đó, nên là cũng chạy tùm lum hết. Thì nhân dịp đây mình cũng nói ra một số cái mà mình đã áp dụng nha, một số cái mình đã áp dụng và mình cảm giác là nó cần thiết cho chuyến đi thôi. Thực ra những cái ký hiệu của dân biker nó nhiều lắm, nó nhiều cực kỳ nhiều, nhưng mà anh em với nhau mình thống nhất một số cái mình chạy được thì mình nói thôi. Cái thứ nhất là quẹo trái quẹo phải, thì ngoài việc bật xi nhan á, thì nếu mà chở theo một người á, người đó nên vẫy tay hoặc là chỉ tay vào cái hướng bên nào đó để ra tín hiệu quẹo. Cái thứ hai á là tín hiệu đường có chướng ngại vật, như trường hợp như thế này mà xe từ ở trong nó lao ra ngoài từ bên phải, thì cái anh leader sẽ giơ cái chân phải ra, giơ cái chân phải như thế này đó, giơ cái chân phải ra. Tương tự như vậy, chướng ngại vật ở bên trái đường có ô gà, xe lao ra hoặc có con nít hoặc là ở học chợ gì đó, thì anh dẫn đoàn sẽ giơ cái chân trái ra đó, là như vậy để cho mà các thành viên lẫn những cái người ở phía sau á thấy. Rồi cái thứ ba là cái tín hiệu báo xăng. Báo xăng, xe mà sắp hết xăng thì cái xe đó phải biết chủ động liên hệ với lại các thành viên trong nhóm. Cái này mình đang nói đến cái nhóm nhỏ nha, nhóm nhỏ, chứ còn nhóm lớn thì leader đã xác định cái thời gian khi nào đổ xăng rồi là các thành viên luôn là phải theo hết, không có được người này đổ người kia không đổ đâu, phải dừng hết. Còn này đối với cái nhóm nhỏ thì khi muốn báo xăng là mình phải ráng căng ga chạy lên cho bằng các thành viên khác, rồi mình đập vô cái mặt đồng hồ nè, mình chỉ vô cái mặt đồng hồ, chỉ vô hoặc là đập. Cái này mình áp dụng rồi, thì khi mà đeo nón full face cái thứ đi chạy tốc độ cao mình khó nói chuyện lắm, mình đập vô là các thành viên hiểu ý và ra hiệu. Thường mình thấy có một vài cái tín hiệu cơ bản là người ta ok, là có nghĩa là người ta sẽ kiếm cái chỗ đổ xăng cho mình, còn không ấy thì người ta chỉ luôn, nó chỉ trên kia đó, để lúc đó mình đi đổ xăng. Rồi còn có một cái nó cũng khá là quan trọng nhưng mà ít ai báo lắm, ít ai xài, đó là báo có công an. Đó là chúng ta sẽ giơ một cái nắm đấm rồi chúng ta gõ lên đầu đó, là báo có công an. Rồi nhưng trong trường hợp này leader đã vượt đèn đỏ nè, là sai nè, cái đoàn này không có chi mà thôi, vượt đèn đỏ chi lên đó cũng phải đi chậm lại hoặc là đứng chờ leader đó, leader vượt đèn đỏ không. Bình thường công an đứng đây nè, má ơi nay không mang theo cái găng tay, nó đỏ hết. Anh chạy giữa đi, em chạy cuối cho.
Thực tế là còn một cái quy tắc nữa mà mình quên nói anh em, đó là khi mà chạy không bao giờ được chạy theo một đường thẳng hết. Đó, phải đảm bảo được cái tầm nhìn của mình thấy được cái người ở phía trước, cái người ở vị trí số lẻ. Nói sao ta, tại lại là không được chạy một đường thẳng như thế này nè, như thế này nè, đó, như thế này là không được nè. Tại vì mình chỉ thấy được lưng của người phía trước thôi, mình đâu thấy được gì đâu. Mình phải để nó ở vị trí sau lại trong, chích dắt như thế này nè. À, mình, xe thứ hai, rồi xe đầu tiên, đó. Thì xe đầu tiên xử lý, mình sẽ xử lý theo xe đầu tiên được, mà không có ủi đích của xe thứ hai. À, nói nôm na là như vậy. Mình có thời gian để mình xử lý. Đó, còn mà thẳng hàng như thế này là không được nè. Không được nè. Có gì là ủi đích nguyên một vàng hết. Đó, mình phải chủ động mình rời ra, để sao mà mình thấy được cả hai xe. Đó, rời ra. Đó, rời ra như thế này. Đó, cái này nó rất là đơn giản. Các anh lớn mà biết đó rồi. Tuy nhiên là mấy bạn trẻ, mấy bạn nhỏ mới đi tour á, thì có thể là sẽ cần chú ý chút xíu. Rồi, vậy là mình đã nêu ra được 4 cái ký hiệu của việc đi tour chung một cái team ít người mà mình đã từng áp dụng và thấy nó cần thiết. Là thứ nhất là báo rẽ phải hoặc trái, thứ hai là báo chướng ngại vật trái hoặc phải, thứ ba là báo xăng, và thứ tư là báo công an. Đó, rồi một số cái như vậy thôi. Hẹn gặp lại anh em ở một cái clip sau.